thời gian gần đây rộ lên thông tin về việc kẻ xấu dùng thuật thôi miên để lừa đảo, cướp hoặc trộm tài sản. Theo tường thuật của một số nạn nhân, sau khi tiếp xúc chỉ một cái dỗ dai, vài câu hỏi thăm, thì bị hại lập tức bị thao túng tâm lý, tự động đưa tiền, tháo nhẫn, lột dây chuyền cho kẻ gian. Thực hư về cái gọi là thuật thôi miên sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của người phụ nữ 68 tuổi có tên viết tắt là BTG. Bà cho biết trước đó khi đi chợ, tới đoạn Mai Hắc Đế Giải Phóng thì có một nhóm người đến bắt chuyện rồi dỗ dai một cái. Sau cái dỗ dai này, bà Di gần như không kiểm soát được hành vi của mình. Dù mình phản ứng là không đi vì không có nón bảo hiểm, nhưng sau đó bà dẫn lên xe máy của một phụ nữ. Sau khi bị chở đi một vòng, bà Di gặp người đàn ông tự xưng là bác sĩ tới bán hộp thuốc trị bệnh rối loạn tiền đình với giá 23 triệu đồng. Khi bà nói không đủ tiền, thì một người phụ nữ khác xuất hiện và cả hai chở bà về nhà lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 10 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân mới tỉnh táo và biết mình bị lừa. Cuối tháng 6 vừa qua, Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Thị Ngọc Dung, 50 tuổi, quê Bình Dương, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó, được quái này đến nhà của bà 83 tuổi có tên viết tắt là NTG. Lúc bị hại ra mở cửa, Dung xưng là bạn của người thân trong gia đình và khoe mình vừa trúng số. Chỉ vài phút nói chuyện, bà G làm theo và đối tượng đưa vào phòng cũ, chỉ chỗ cất tiền dành dụm để Dung chôn hết tất cả. Sau sự việc, bà G kể lại bản thân không làm chủ được hành động khi kẻ đối tượng nói chuyện. Chỉ khi kẻ gian ra khỏi nhà thì bà mới sực tỉnh và biết mình bị lừa. Do cuộc điều tra, cảnh sát sau đó bắt giữ nghi phạm. Dung khai nhận gây ra 10 vụ việc khác, lấy đi 400 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Hay trường hợp ông Dương Văn Bi ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương bị người lạ vào nhà hỏi mua lá trầu lá mít, rồi thôi miên sai khiến ông ra giường hải lá. Nhưng lúc này, đối tượng vào nhà lục lọi cướp đi số tiền tiết kiệm từ trợ cấp người già của hai vợ chồng. Trong hầu hết các trường hợp mất tiền không thể lý giải được như vừa rồi, bị hại đều tin rằng mình bị thôi miên. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thuật thôi miên là có thật, nhưng người có khả năng này lại rất hiếm. Ở nước ta chưa phát hiện trường hợp nào. Thôi miên không thể lừa được người nào bởi nguyên tắc của nó là phải có sự đồng thuận từ hai phía. Và thực chất, về cái gọi là thôi miên được các đối tượng sử dụng để lừa đảo, trộm cướp tài sản. Rất có thể là do một loại ma túy, thuốc hướng thần hoặc một loại hương liệu có thể gây ảo giác khiến nạn nhân bị điều khiển. Các chuyên gia cho rằng, những trường hợp nạn nhân bị thôi miên chiếm đoạt tài sản, rất có thể kẻ gian sử dụng một loại ma túy dạng bột, có thể làm cho người ta mất nhận thức trong một khoảng thời gian nhất định. Hay trước đó, tại tỉnh Thanh Hóa, thì công an đã phá chuyên án các đối tượng sử dụng thuốc hướng thần để cướp hàng loạt ô tô. Đặng Văn Thao, trú huyện Triệu Sơn, sử dụng thủ đoạn thuê xe đi các tỉnh, rồi dụ dỗ tài xế ăn cơm, uống bia và chơi bài giải lao sau giờ ăn. Trong quá trình này, thì các đối tượng bỏ thuốc hướng thần hay còn gọi là bá bạc vào đồ ăn, thức uống. Nạn nhân sau đó rơi vào trạng thái lâng lâng, không kiểm soát được bản thân và làm theo dẫn dụ của người khác. Khi bắt được các đối tượng, công an thu giữ hai lọ thuốc có chứa Amprazolam, tức là một loại thuốc điều trị chứng lo âu trầm cảm, và một lọ chứa ma túy đá. Cả hai loại này đều có tác dụng gây tê liệt thần kinh. Việc pha chế thuốc cũng rất chuyên nghiệp theo tỷ lệ chiều cao cân nặng một cách chính xác để nạn nhân ăn uống hít hoặc là ngửi. Bởi chỉ cần sai lệch một chút, nạn nhân vẫn tỉnh táo hoặc tê liệt thần kinh hẳn thì các đối tượng không thể ra tay. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi gặp người lạ thì không nên đọc thư, tắt điện thoại giùm hay là uống nước mà người đó đưa cho mình. Khi có người lạ tới nhà, kiểu như hỏi thăm đường xá hoặc là địa chỉ hoặc bán hàng mà chỉ có một mình thì tuyệt đối không tiếp xúc quá gần, chủ động làm việc khác để chấm dứt sự dẫn dắt, ví như xem đồng hồ, chỉnh lại quần áo hoặc là quay sang gọi điện thoại cho ai đó.